Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ đem đến cho tất cả anh em hai chiếc đài đến từ thương hiệu của Mỹ, đó là thương hiệu Zenith. Đây, anh em thấy nè. Hai anh em có một cái thiết kế rất là độc và đẹp. Hai con này là cực kỳ đẳng cấp rồi. Hai em thì nó có sẽ có một cái cách mở nó khác nhau. Toàn bộ chúng ta đều có những cái cuốn sổ sách như thế này nè ha. Đấy. Bên hông này cũng vậy, cũng sẽ có sổ sách luôn. Đây. Thằng này cũng vậy, cũng sẽ có sổ sách đi kèm. Rất là đẹp. Đây, bây giờ em sẽ đóng cái thao tác lại cho anh em xem thử là hai con nó khác biệt như nào. Như con này nó sẽ là cái phần quai sách của nó, cũng là cái anten luôn. Thì khi mình đóng ra thì anh em sẽ làm như này, là nó là một phần quai. Rồi, bây giờ thì em này đây, nó sẽ chia làm hai nắp. Đấy, một nắp như này và một nắp như này. Đấy. Còn bên đây thì nó sẽ có một cái cách đóng gói khác. Khác một xíu, và chúng ta sẽ đẩy cái này lên. Đây. Ghê vào và chúng ta sẽ đưa cái này xuống. Và chúng ta sẽ có một cái phần quai cầm đây. Thì thằng này cái anten nó sẽ nằm ở đằng sau máy như thế này. Đấy. Toàn bộ tất cả những cái dòng Zenith á thì cái phần ra cái phần sóng cái phần anten của nó rất là dài. Giờ em sẽ mở ra lại và test chất âm cho anh em coi. Đây, một nữa. Thường thì chúng ta sẽ để vậy, nhưng mà để gì thì nó sẽ chạy cái mặt nhôm này rất là uổng. Anh em nên khép như vậy, chúng ta sẽ để như này. Rồi sau đó bên hông bên đây thì nó sẽ có một cái phần cần gạt này, anh em bấm vào đây nó sẽ đưa anten này lên, và chứ cái anten của này nó có một cái chữ Zenith, ta kéo lên anten nó rất là dài ha, thằng này cũng như thế, nó sẽ kéo lên. Rồi bên đây em sẽ mở ra ha. Khi mà mở ra của thằng em này thì chúng ta sẽ bấm vào bật cái này lên. Đây, mở lên như này và bật cái này xuống. Đấy. Rồi em sẽ quay lại một tí. Bên đây thì nó sẽ có một cái phần bản đồ toàn bộ tất cả các nước. Sau đó là chúng ta sẽ có một cái phần dò sóng, là bàn dò sóng nằm ngay chỗ này, và đồng thời sẽ có một cái cuốn sổ để ghi nhớ toàn bộ tất cả cái kênh radio của toàn bộ nước. Thì bên phía này chúng ta thấy cái phần dò đài dò sóng của nó nè, là full 108. Bên Zenith V7000 thì chúng ta sẽ thấy là có ở đây nó sẽ không còn cái bản đồ nữa, mà nó sẽ hiển thị ở trên. Và cái phần hiển thị này chúng ta sẽ có một cái cần gạt đây. Đấy. Rất là hay. Rồi về cái phần đèn thì em này bấm ở đây thì đèn nó sáng ở đây. Còn khá là thú vị khi thằng Zenith V7000 nó có thêm một cái phần đèn ẩn như chỗ này. Và chúng ta muốn thấy đèn thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút này nè. Đấy. Rồi, ok, bây giờ em sẽ test cái khả năng chơi radio của nó. Về radio thì bắt quá rõ. Người, tại sao mình không đưa những cái họa tiết nó rất là sinh động, nó phá cách, tức là không có theo một cái cách vẫn cái thời gian phương Tây Việt Nam, tôi thấy là vẫn cứ theo một cái tầm tự, một cái không phải gọi là một cái lối mòn, một cái lối mòn, tức là nó quá quen thuộc, nó thể nói là nó bị già. Thì tại sao mình không thổi một cái luồng khí mới, trẻ trung, năng động, đa dạng, phong phú, vô biên về mẫu mã ở đời thường xung quanh ta đưa vào. Và đầu tiên là với khẩu trang đúng không ạ? Đó, khi tôi làm khẩu trang á, bên mỗi mà thợ theo các làng nghề, người ta thống kê lại tôi có gần 400 mẫu khẩu trang theo khác nhau. Và đấy là gì? Tôi đưa chú tễu, tôi đưa cát tinh dân gian đông hồ, tôi đưa những cỏ cây hoa lá mà tôi chụp được mọi người nước, tôi đưa văn hóa cổ điển nước ngoài vào để cho cả trong nước lẫn quốc tế tất cả mọi người đều thấy được văn hóa của mình trong đấy hơn gần. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này, hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất. Đây là chiếc Zenith, rất là đẹp và rất là hay. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Ok, xin cảm ơn anh em.